Hầu như tất cả mọi người ở đây đều dùng mạng xã hội và thấy được lợi ích của mạng xã hội. Chúng ta có thể kết nối với mọi người toàn cầu và có cơ hội để nói chuyện với bạn bè quốc tế qua hình ảnh và video luôn. Và đó là mặt tích cực, nhưng mọi người cũng sẽ thấy việc xấu của dùng mạng xã hội, không những là bắt nạt trên mạng, nghiện dùng mạng xã hội, và đặc biệt hơn nữa là việc sự tự ti của bản thân. Mỗi ngày mình lướt Facebook hoặc là Instagram thấy rất là nhiều người đăng những tấm hình đẹp, có một cuộc sống rất là tốt. Mình mong ước mình có một cái cuộc sống tốt như họ, thì có thể mình tham gia những hoạt động như là chơi thể thao, tập nhiều nhạc cụ để bản thân tốt hơn. Mình đừng để những chuyện đó làm ảnh hưởng bản thân. It's easy to bully people behind a screen, and it's also very easy to hurt people. So you have to remember, they're too scared to actually talk. They're always shown behind the screen. Yeah, it's all about yourself and what you believe in. Love yourself. Yeah. Mình không có rành tiếng Việt cho lắm, thế là nhớ mấy cái từ nó hơi khó, nhưng vui. Chiến thuật rất thông minh, cái cách mà hai con nói chuyện rất là hợp nhau và làm các mentor ngồi đây nghe rất là đã tai. Cho dù là tụi con nói tiếng Việt hay tiếng Anh thì nghe cũng đều vô cùng là dễ chịu. Nếu mà để cho cái bài nói này nó xuất sắc hơn nữa thì tụi con cần một cái vài cái ví dụ sẽ tăng cái tính thuyết phục hơn rất là nhiều. Chúc mừng các con nha. Thank you. Đối với em, tuổi trẻ là tuổi bồng bột, tuổi trẻ cũng là tuổi dễ bị lạc lối, nhưng là lo lắng và e ngại về những thất bại, vì đó chính là bài học cho chính bạn để trưởng thành. Hãy để tuổi trẻ như là cánh chim bay thật cao, bay thật xa, bởi vì là không phải ai cũng có thể có cơ hội này, cho nên mình phải bắt lấy nó. Em sử dụng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt đúng không? Dạ. Em hãy cho anh một cái phần giới thiệu thật nhanh và đầy năng lượng về bản thân em bằng tiếng Anh. As you guys know, I like swimming. I kind of like gymnastics and so on. I do sing and play instruments. Can you sing any song that you like? Can I sing the song in French? Wow. Your turn. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tu pas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Nổi da gà nha. Không, nổi da gà luôn nha. 009, bản thân của em thì là một người ấm áp hay là một người lạnh lùng? Dạ, bản thân của em khi mà diễn trên sân khấu thì có vẻ mọi người nhìn em hơi lạnh lùng. Nhưng khi em là một cô bé ở ngoài 13 tuổi thì em là một cô bé rất là năng động, nhí thơ, đúng với lứa tuổi học trò của em. Rất ấn tượng. Lượng cặp luôn hả anh? Không, từng bạn thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 009, xin mời. Wow. Chú sẽ nói cho hai con một điều. Nãy giờ chú chưa chọn, bởi vì chú tin thông qua kinh nghiệm của mình, nếu 009 chọn về đội của chú, con sẽ là một trong những chiến binh đi đến vòng cuối cùng. Người ta thường nói nhiều về những gì mình không có. Nãy giờ chú khen họ rất nhiều. Cô Huyền không nói nhiều, cô Huyền có thể làm nhiều về đội của cô Huyền. Con có biết tại sao ở đây tới 4 huấn luyện viên là nữ và chỉ có một mình chú nam ở vị trí trung tâm không? Con có biết vị trí trung tâm nó quyết định điều gì? Chú Khang có thể nhìn ra tiềm năng của con, nhưng mà cô Ngân nhìn được sự tự ti ở trong con. Cô Ngân đã chọn 3 người rồi. Điều đó có nghĩa là đối với con, khi chọn vào một đội mà họ đã bắt đầu chọn nhiều rồi thì cái cơ hội của mình không có. Nó không có lan nguyên. Nếu không phải là cuộc thi dành cho teen model thì thật sự sẽ còn gai góc hơn nữa. Sẽ còn nhiều điều mà chúng tôi còn phải tranh luận với nhau nhiều hơn nữa. Quyền quyết định thuộc về Hà. Con phải chọn ai đây? Con xin về đội chủ. Cô Ngân ạ. Quá đỉnh. Vị trí trung tâm không giải quyết được gì nha mọi người. Tôi nghĩ là có thể thay đổi một MC khác hòa nhã hơn à. Tôi không hài lòng với MC của chương trình này lắm. Tôi nghĩ các bạn thí sinh có quyền không chọn tôi, bởi vì các bạn chưa hiểu rõ tôi. Vâng, vẫn là anh Nguyên khen với vị trí trung tâm. Chú nghĩ con là một người thông minh. Với cá nhân của chú, chú sẽ làm cho con tô điểm hơn về những cái khả năng của mình, để con được khán giả chú ý hơn. Cô Huyền thấy bạn với lại Huyền có rất là nhiều những cái điểm chung với nhau. Ngoài tiếng Anh, cô Huyền có nói được tiếng Thái hay tiếng Pháp? Tiếng Trung, tiếng Trung. Vâng, chúng tôi xin được tắt tiếng của hai huấn luyện viên, nhất là anh Khang ạ. Và quyền quyết định là ở con.
con xin nói tinh màu. Tinh màu, ok. Tinh màu. Dạ, con xin chọn vàng. Mình là một người á, khi mà thấy một cơ hội tốt hay là thấy một bạn thí sinh ở tiềm năng là mình phải chụp lấy cơ hội ngay lập tức. Chứ Huyền không phải là một người chờ đợi giống như anh Miên Khang. Vậy là anh Nguyên Khang vẫn chưa có thí sinh được trong tay thì các bạn hả hê vô cùng. Tôi tức quá. Các bạn thí sinh không chọn tôi cũng có thể vì tôi không đóng vai hoa hậu thân thiện, mà tôi muốn các bạn ấy chọn tôi bởi vì các bạn ấy thấy được khả năng của tôi. Có vẻ như là anh đang làm cho mấy bé bị sợ. Tôi tức quá, tôi tức MC của chương trình quá. Thành viên đã tin tưởng và lựa chọn chú để trở về một đội. Và hai gương mặt mà chúng ta sẽ bước ra phía trước đó chính là Phương Trinh và Gia Khang. Tôi đánh giá cao Gia Khang, nhưng tôi chọn Gia Khang bởi vì tôi muốn Gia Khang học được một bài học. Bạn nói bị dài quá, dẫn đến nội dung bài nó bị lan man, không đúng vào trọng tâm. Cho nên tôi muốn đưa Gia Khang vào vòng nguy hiểm này để nhắc nhở bạn rằng không có cơ hội nếu như chúng ta làm sai. Huyền hiểu được cái cảm giác khi mà mình bước vào vòng loại trừ. Và đặc biệt Huyền biết là trong cuộc thi này còn có rất là nhiều vòng. Cho nên là nếu mà một thí sinh thể hiện không tốt ở vòng này thì không có nghĩa là ở những vòng khác các bạn ấy cũng sẽ làm không tốt. Rất là tiếc Thiên Nga và Alex. Đừng có buồn quá nha. Riêng đối với đội của mình thôi thì đây sẽ là hình phạt dành cho hai bạn. Bạn thứ nhất là Vivian, và cái tên tiếp theo sẽ là Khánh Vi. Không phải là tụi con không có khả năng đứng nói chuyện trước đám đông, cái con đang thiếu là sự tự tin. Chúng tôi có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là 10 bạn đang có mặt ở đây sẽ có 7 bạn tiếp tục đi tiếp tại Team Model Việt Nam 2022. Mấy người đâu có khó khăn, tôi mới khó khăn nè. Và ngay bây giờ chú Phi sẽ đọc tên 3 bạn nằm trong top nguy hiểm nhất và có khả năng bị loại. Cái tên đầu tiên đó là thí sinh mang số báo danh 015, Phương Trinh. Vị trí nguy hiểm tiếp theo đó chính là số báo danh 073, Bảo Thi. Và thí sinh nằm ở top nguy hiểm cuối cùng đó chính là thí sinh 003, Thanh Ngân. Và còn các thí sinh còn lại tạm thời an toàn và trở về vị trí của mình. Và trước khi đọc ra tên thí sinh sẽ bị loại khỏi chương trình của chúng ta ngày hôm nay, Vi xin được cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì đã cho người lớn của chúng tôi một cơ hội để có thể ngồi xuống đây lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các bạn trong suốt thử thách ngày hôm nay. Và thí sinh sẽ phải rời khỏi cuộc thi Teen Model Việt Nam 2022 là thí sinh không 073, Bảo Thi. Đây không phải là thất bại, đây là cơ hội để con có thể nhìn lại bản thân mình một lần nữa và có thể hoàn thiện bản thân của mình trong những cuộc thi sắp tới. Một tràng pháo tay dành cho Bảo Thi với tất cả những gì cố gắng của Bảo Thi làm cho ngày hôm nay. Cố gắng lên, mình sẽ còn nhiều chặng đường hơn nữa. Cố gắng con nha. Sau này Bảo Thi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Mấy con lên ôm bạn. Chia tay thì không ai muốn hết, nhưng Phi tin chắc rằng đây sẽ là một hành trang cực kỳ thú vị dành cho Bảo Thi trên con đường thực hiện những ước mơ của mình. Và xin cảm ơn cái đơn vị đồng hành của chúng tôi trong thử thách ngày hôm nay, đó chính là đồng phục áo thun học sinh Nam Sài Gòn. Cảm ơn hãng giày và túi sách Sách Lanka. Và chúng tôi xin được cảm ơn thương hiệu thời trang Wildland của nhà thiết kế Hà Thanh Việt. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn đang theo dõi Team Model Việt Nam 2022.